Đăng Chi xin chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Đăng Chi rất là vui và hân hoan được đến đây và giao lưu với tất cả quý vị. Chị sẽ tham gia một cái game nhỏ để bóc ra một số cái chữ cái, và đây chị sẽ chia sẻ những cái gì liên quan đến mình mà đúng với chữ cái đó. Quý vị cùng tham gia với Đăng Chi nha. Cái này hoàn toàn là tự nhiên quý vị ơi. Thì chữ giờ nè là Đăng Chi chọn là từ duyên nha. Thì Đăng Chi rất là tin vào chữ duyên, tại vì tất cả những gì đến với cuộc đời của Chi nó là một cái duyên hết. Chứ mình không nghĩ là ở đâu mình lại phải, tại sao giây phút này Chi lại ngồi đây, tại sao một tiếng trước mình lại gặp cái người đó mà không phải gặp người khác. Mình nghĩ là giống như là một cái duyên trời sắp đặt. Và Đăng Chi nghĩ là Đăng Chi tham gia từng cuộc thi hay tất cả những gì trải qua trong cuộc sống của mình, mặc dù những cái gì, những khó khăn nhất, những cái đau khổ nhất mà mình đã trải qua đi chăng nữa, đó cũng là cái duyên. Nhờ có nó thì mới có những cái điều sau đó, nhờ có đó mới có động lực, nhờ có đó mới có cái hành trang để mình bước tiếp. Chi nghĩ là Chi tin vào chữ duyên, và Chi rất yêu người tên Duyên, trong đó có chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tại vì chị Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng dành rất là nhiều tình cảm ưu ái cho Chi trong các cuộc chơi, các cuộc thi. Và hai chị em Chi nghĩ là cũng là cái duyên mới gặp được nhau. Trong cái Facebook của cá nhân mình á, thì Chi cũng đã viết một cái bài về chị Duyên, rất là cụ thể, rất là những cái gì đã hai chị em đã trải qua. Thì hôm nay là lại móc được chữ này nữa, thì đây là lại tiếp tục là một chữ duyên. Một cái kỷ niệm mới nhất đây á, là Đăng Chi có tham gia một cái game show. Thì Chi che mặt nạ lại rồi, thì chị Duyên chỉ thấy cái dáng của mình thôi. Nhưng mà chị Duyên đã đoán ra Chi rồi. Chị Duyên mới khẳng định là đây là Đăng Chi nè. Bây giờ chị rất là muốn là cô này mở mặt ra, có phải không? Thì trong khi đó Chi còn với một người bạn là ca sĩ nữa. Thì chị Duyên kêu là bây giờ chị vẫn biết là cái bạn nam đó là ca sĩ đó, nhưng mà chị không vì giờ chị muốn cái cô gái này phải mở mặt ra trước để chị nhìn phải Đăng Chi không, chứ là chị nghĩ là em rồi. Thì cái đó là cũng là một cái mà mình đã hóa trang rồi mà sao chị vẫn nhận ra. Rồi mình khi mà mở cái mặt nạ ra thì chị Duyên rất là bất ngờ, rất là vui, và đứng dậy vỗ tay cho mình, cũng như hai chị em là bắt tay nhau. Cái đó là một khoảng thời gian một năm rồi mới gặp lại, sau cái cuộc thi Duyên Dáng Bolero thì hai chị em mới gặp lại, và chị Duyên vẫn còn nhớ, và chị Duyên có nói là đây là một bạn mà chị Duyên rất là ấn tượng, và về cái giọng hát cũng như là cái trình diễn của Đăng Chi là để lại một cái ấn tượng rất là đẹp với chị. Cái đó là chị đã phát biểu như vậy, thì cái điều đó thì Chi rất là vui. Chữ Quy hả? Quy thì mình xin nói về quê hương nha. Quê Chi á là sinh ra là ở Đà Nẵng, rồi vào ba mẹ lại vào Đồng Nai làm kinh tế mới, thì Chi lại có thêm một cái quê hương mới nữa là Đồng Nai. Và khi mà Chi học xong cấp 3 lên Long Khánh, Chi được học hát nè, được thầy dạy nè, thầy lo cho Chi và các bạn, rồi được những cái tình cảm, tại vì được những cái tình cảm của các bạn học với nhau, rồi Chi được đi hát ở Long Khánh, rồi Chi được và nói ra là Chi có một người bạn trai đầu tiên của Chi ở Long Khánh luôn, rất là nhiều kỷ niệm. Ở Long Khánh thì Chi cũng coi Long Khánh như là một cái quê hương của mình. Thì và sau khi ở Long Khánh thì Chi lên Sài Gòn, Chi lập nghiệp, Chi đi hát, Chi tiếp tục và ca hát, thi rất là nhiều lần, và đã bắt đầu mỗi cuộc sống mới xa gia đình, rồi những cái khó khăn đầu tiên đầu đời của mình. Thì khi Chi hiện tại Chi đang sống ở Sài Gòn và Chi rất là yêu mến ở đây. Mặc dù Chi có đi đâu đi chăng nữa, Chi có đi gọi là đi lưu diễn, đi du lịch
1, 2, 3 ngày, 5, 10 ngày là Chi đã nhớ Sài Gòn rồi. Mặc dù ở đây là khói bụi, có thể có xe cũng rất là nhiều và mình cũng có những cái ngột ngạt nào đó, nhưng mà rất là yêu Sài Gòn, không có thể xa Sài Gòn được. Và mình nghĩ là dù có đi ở đâu, Chi cũng đã từng đi diễn ở nước ngoài rồi mà Chi không thấy nơi nào mà vui bằng Sài Gòn hết. Thì thực sự Chi cũng coi là Sài Gòn như là quê của mình luôn á, nghĩa là nó gắn liền với mình luôn. Đi đâu mình cũng nhớ, đi đâu mình cũng nhớ thì gọi là quê hương, đúng không ạ? Phải không? Phải không? Ca. Chữ ca này thì Chi nghĩ là đối với Chi là kỷ niệm. Thì Chi có một người bạn tên Châu với Trà. Thì Chi là Chi. Đó. Thì ba đứa hay ghép lại, người ta kêu là thì tự nó là Trà là Trân Châu á, thì mình đâu đọc là Trân Châu đâu. Trà Chi Châu, Chi là chân đó, Trà Trân Châu. Thì con Trà nè, con Châu, mình tên Chi đó, ba đứa. Mà rất mê uống trà sữa Trân Châu, mà rất là mê ăn chè. Bao nhiêu tuổi mới lớn mà nói chung là rất là thèm ăn ngọt, mà không có tiền mà một tuần hay một tháng á thì chỉ có 20.000 thôi là để hùng nhau á, là mua rau, mua gạo, mua mắm muối gì về nấu. Ba đứa thuê chung ở nhà trọ, mà nhà trọ 60.000 một đứa, thì nấu nướng ăn uống chung với nhau. Thì Trà với Châu lúc nào cũng nhường cho Chi hết á. Nên nhiều người chia chẳng hạn như là biết là Chi ăn nhiều hơn, là mặc dù mọi người cũng đói nhưng mà vẫn nhường cho mình nhiều hơn. Hoặc là mình hết tiền rồi, không có tiền hùng với các bạn nữa, nhưng mà các bạn vẫn nói thôi, vẫn xe cho mình ăn một miếng cơm đó, mình nhớ hoài. Và cái thứ ba nữa là đi chợ với nhau mà Chi thèm ăn chè quá, mà Chi đứng thấy cái bà bán chè xôi nước mà đứng cái đó, Chi cứ đứng nhìn hoài luôn á, là bạn Chi nó hiểu rồi đó. Nó kêu thôi trích ra tiền quỹ của ba đứa đó 3.000 để mua chén xôi nước cho Chi ăn, Chi nhớ hoài luôn. Có nghĩa là biết mình rất là thèm và biết là coi như là thôi nhìn ăn là xíu cho con Chi nó ăn ly chè, chứ thôi nhìn cái bà chị bán chè tội nghiệp nó quá. Đó là một cái kỷ niệm rất là vui. Rồi cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã cùng Chi trao đổi và chia sẻ cũng như là giao lưu trong bữa hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày thật là vui. Xin chào.